Xin chào bà con cô bác nhé. Đây là thùng than sạch mang nhãn hiệu Phong Thủy được đóng tại Tàng Lỏng Lào Cai, và mình thì là người cung cấp ở huyện Văn Bàn và với số lượng lớn nhé. Tất cả các bạn ở trong tỉnh Lào Cai ở nơi xa nếu có mình đặt thì mình có thể gửi ship hoặc là ở Văn Bàn này cũng được. Một thùng này của nó là 15 cân. Nhưng nó là quy định là 15 cân thôi, nhưng thực ra mình đặt lên cân có thể là 16 đến 17 cân. Đây là than B nhé. Một thùng than này nếu mà khi bóc ra đây, đây là than chất lượng B. Khi bóc ra là than nó như này. Nó rất bóng và dày. Nó dày nên là đốt nó sẽ bền. Một thùng than này nếu mà để mà chúng ta nướng lợn ấy thì chắc là khoảng độ được đến loại lợn cắp nách mà cứ nướng từng con một chắc khoảng 7-8 con nhá. Mọi người nếu mà cần than thì cứ alo comment cho mình. Mình sẽ đem đến phục vụ mọi người. Xin cảm ơn.